Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính: Sở Y tế triển khai tiến độ tiêm vaccine sởi rubella; nữ doanh nhân Mai Thị Hồng Nguyên vì một môi trường phát triển bền vững; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc chiến chống IS còn lâu dài; Tổng thống Nga ra lệnh rút binh sĩ khỏi biên giới với Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Sở Y tế vừa tổ chức họp bàn về tiến độ triển khai tiêm vaccine sởi rubella trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Qua báo cáo của các trung tâm y tế huyện tại hội nghị, các công việc đã được triển khai tại địa bàn sẵn sàng phục vụ cho tiêm chủng đợt 1 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 10 năm 2014. Ba địa phương sẽ thực hiện tiêm chủng đầu tiên đó là thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Yên Lạc. Tuy nhiên, tại thành phố Vĩnh Yên, đặc biệt là phường Liên Bảo, Đồng Tâm, Khai Quang là những địa bàn tập trung đông dân cư, số lượng trẻ em tương đối lớn nên mỗi ngày địa bàn này sẽ được phân thành hai địa điểm tiêm nhằm đáp ứng đúng theo yêu cầu kế hoạch đã đề ra. Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm chủng theo đúng quy trình, bảo quản tốt số vaccine đã được phân. Đồng thời nhấn mạnh các bệnh viện đa khoa, bệnh viện sản nhi cần sẵn sàng hỗ trợ các trạm y tế khi có tình huống xấu xảy ra. Trong thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Thanh Vân, huyện Tam Dương đã đạt được kết quả tốt. Quyền làm chủ của người dân ngày càng được phát huy, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Từ đầu năm đến nay, các tổ giám sát cộng đồng, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng trên địa bàn xã đã tổ chức được trên 20 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và một số công trình xây dựng khác. Cùng với đó là việc giám sát thực hiện chính sách, khiếu nại, cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện quy chế dân chủ ở khu dân cư. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, lãng phí, đề xuất lên các cấp có thẩm quyền giải quyết, góp phần ngăn ngừa những vi phạm tiêu cực. Từ những kết quả trên có thể khẳng định, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã Thành Vân đã góp phần làm cho hệ thống chính trị trên địa bàn tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, hoạt động của mặt trận, đoàn thể ngày càng đạt hiệu quả cao. Ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhắc đến bà Mai Thị Hồng Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Song Tinh, người dân phường Phúc Thắng, thị xã Phú Yên không chỉ biết đến, bà là người quyết đoán trong công việc, năng động, linh hoạt trong kinh doanh mà còn là nữ doanh nhân vì môi trường. Năm 1990, sau khi được nghỉ hưu theo quyết định 176 của chính phủ, bà đã làm rất nhiều nghề, bán hàng nước, vá xe máy, xe đạp, chăn nuôi, thu mua phế liệu, để nuôi các con ăn học. Cuộc sống vất vả đã tạo cho bà sự đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ. Được biết, sau khi các hộ dân ở phường Phúc Thắng dành đất cho phát triển công nghiệp thì nguồn lao động rất dồi dào, trong khi đó số lao động được làm việc tại các doanh nghiệp thì rất ít. Để giúp họ có công ăn việc làm, bà đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và nảy ra ý tưởng thu gom phế liệu và vận chuyển môi trường. Năm 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn Song Tinh được thành lập. Từ việc chỉ thu mua, vận chuyển phế liệu cho một đơn vị môi trường, đến nay, sau 11 năm thành lập, công ty đã thu mua phế liệu và vận chuyển môi trường cho các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2014, doanh thu của công ty đạt 6,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 70 lao động với mức lương bình quân 5,7 triệu đồng một người một tháng. Xuất phát từ cái tâm của tôi thấy rằng xã hội mỗi một ngày một đi lên, mỗi ngày một đổi mới. Do vậy, cái việc mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước mỗi ngày một phát triển mạnh, cho nên là tôi cũng muốn là góp cái phần nhỏ bé của mình vào cái công cuộc xây dựng đất nước đổi mới. Do vậy mà tôi mới làm cái công việc môi trường, đi thu gom, đóng gói, vận chuyển và chuyển đúng nơi, đúng chỗ. Với sự năng động, sáng tạo, có tính quyết đoán và tạo được lòng tin với khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Song Tinh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN, thương hiệu Đại Việt vững mạnh, cúp thương hiệu vàng 2012, doanh nghiệp vượt qua suy thoái hội nhập toàn cầu. Đặc biệt, năm 2012, công ty được Tổng cục Môi trường tặng cúp vàng và danh hiệu Văn hóa Môi trường. Cá nhân bà Mai Thị Hồng Nguyên được nhận nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước và các cấp ngành trao tặng. Cúp vàng doanh nhân thời hội nhập,
giải thưởng Bông Hồng Vàng Á Đông, Cúp Vàng Bản lĩnh Doanh nhân thời hội nhập, danh hiệu Doanh nhân tài ba, Doanh nhân văn hóa. Hy vọng rằng với những bước đi và định hướng cụ thể, trong thời gian tới, công ty sẽ phát triển mạnh hơn nữa, đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường chung của tỉnh Vĩnh Phúc và các vùng lân cận. Hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy chữa cháy tháng 10, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vừa tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho hơn 50 học viên thuộc đội phòng cháy chữa cháy của công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Qua Vina. Tại lớp huấn luyện, các học viên được cán bộ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy giới thiệu khái quát tình hình cháy nổ trong nước và trên địa bàn tỉnh. Những nội dung cơ bản của luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Hướng dẫn tính năng, tác dụng, phương pháp kiểm tra, bảo quản một số phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ như bình bột chữa cháy, bình khí, lăng, vòi chữa cháy. Quy trình triển khai đội hình và tổ chức chữa một vụ cháy. Công tác cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Trong nội dung thực hành, các học viên đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp thực tập chữa cháy khi có tình huống cháy giả định tại công ty. Lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy giúp các học viên nắm vững những vấn đề cơ bản trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó, vận dụng xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra tại công ty. Chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết lực lượng an ninh đã hoàn toàn kiểm soát thủ đô Baghdad, song thành phố Kobani ở Syria vẫn là một vấn đề hết sức khó khăn. Đồng thời khẳng định rằng các cuộc không kích đã tạo ra một số tiến triển trong việc đẩy lùi nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trở lại họp báo tại thủ đô Santiago của Chile, ông Hagel nói, chúng tôi đang làm những gì có thể thông qua các cuộc không kích nhằm hỗ trợ đẩy lùi IS. Trên thực tế, đã đạt được một số tiến triển tại khu vực đó. Theo ông Hagel, cuộc chiến chống IS là một nỗ lực lâu dài và đòi hỏi nhiều nhân tố, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giúp đỡ Iraq bằng không kích, viện trợ và các cố vấn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết thêm Washington đang tạo ra tiến triển đáng kể trong cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch huấn luyện và trang bị cho quân nổi dậy ôn hòa của Syria để chiến đấu chống lực lượng IS. Các hãng tin Nga dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin đã ra lệnh rút các binh sĩ Nga về các căn cứ thường trực của họ sau cuộc diễn tập quân sự tại khu vực Rostov gần biên giới với Ukraine. Theo hãng tin RIA Novosti, phát ngôn viên của Tổng thống Nga ông Peskov cho biết, Bộ trưởng Shoigu đã báo cáo với tư lệnh tối cao về việc kết thúc giai đoạn huấn luyện mùa hè tại các trường bắn ở quân khu phương Nam. Sau khi nghe báo cáo, ông Putin đã ra lệnh cho binh sĩ trở về các căn cứ thường trực của họ, tổng cộng có 17.600 quân nhân trong đợt huấn luyện này. Trước đó, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có thể gặp nhau bên lề một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Á-Âu tại Milan diễn ra trong hai ngày 16-17 tháng 10. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng cho biết ông sẽ gặp với người đồng cấp Nga Putin để thảo luận về cuộc giao tranh kéo dài suốt 6 tháng qua giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Chính phủ trung hữu mới của Bỉ chính thức tuyên thệ nhậm chức với cam kết sẽ cắt giảm chi tiêu 8 tỷ euro, tương đương 10 tỷ đô la Mỹ, để kết nối ngân sách quốc gia vào năm 2018 và giảm nợ công của nước này. Chính phủ mới của Bỉ là một liên minh gồm 4 đảng, dân tộc chủ nghĩa Fremen, đảng MA, đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo và đảng Tự do và Dân chủ Fremen. Thủ tướng Charles Michel cùng nội các gồm 14 bộ trưởng và 4 quốc vụ khanh đã tuyên thệ nhậm chức trước nhà vua Bỉ Philippe trước khi tiến hành phiên họp nội các đầu tiên. Thủ tướng Charles Michel cho biết đây là đỉnh điểm của nỗ lực thành lập một chính phủ mới ở Bỉ, nhưng hơn hết đây là sự khởi đầu chặng đường thúc đẩy những cải cách vì lợi ích của mọi công dân. Chính phủ của ông Michel cũng phải đối mặt với một nền kinh tế trì trệ khi mức tăng trưởng dự kiến hơn 1% trong năm nay và nợ quốc gia cao nhất khu vực đồng tiền chung châu Âu. Bên cạnh việc cắt giảm chi tiêu ngân sách, ông Michel cũng cam kết sẽ tăng độ tuổi nghỉ hưu của Bỉ. Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chiến Anh một lần nữa khẳng định sẽ không từ chức, trong khi đó người biểu tình vẫn tiếp tục bám đường phố. Trong cuộc phỏng vấn dài trên truyền hình lần đầu tiên kể từ ngày 28 tháng 9, ngày bùng nổ biểu tình, ông Lương Chiến Anh mô tả cuộc biểu tình giống như phong trào quần chúng vượt tầm kiểm soát. Việc đối phó với nó không phải dễ dàng và giải quyết cũng chẳng đơn giản. Theo ông Trần Anh, lãnh đạo cũng sẽ tính đến nhu cầu của sinh viên, nhưng những nhu cầu và hành động của họ phải hợp pháp. Ông này cho biết thêm nếu cần thiết phải dọn dẹp một khu vực, ông tin rằng các cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp sẽ sử dụng các biện pháp cưỡng chế, nhưng hạn chế tối đa vũ lực để giải quyết. Đặc khu trưởng Hồng Kông cũng lên tiếng cảnh báo không có cơ hội
để các nhà lãnh đạo Trung Quốc thay đổi quyết định về bầu cử tại Hồng Kông, dẫu người dân vẫn cứ biểu tình. Siêu bão Vong Phong đã mang theo những trận mưa như chút nước khi đổ bộ lên hòn đảo Okinawa phía nam Nhật Bản. Ít nhất 28 người bị thương tại Okinawa do ảnh hưởng của siêu bão, khoảng 150.000 người cũng đã được thông báo sơ tán khẩn cấp. Bão Vong Phong với sức gió lên tới 178 km/h, dự báo sẽ đổ bộ vào đảo Kyushu trong ngày 13 tháng 10. Các cảnh báo như lở đất và gió mạnh ảnh hưởng tới các đường dây tải điện làm gián đoạn dịch vụ tàu cao tốc cũng đã được đưa ra. Đây là cơn bão lớn thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua ở Nhật Bản. Ngày 16 tháng 10 vừa qua, siêu bão Phanphon đã đổ bộ vào miền Trung Nhật Bản khiến 600 chuyến bay bị hủy, khoảng 480.000 người phải đi sơ tán. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Sởi rubella là cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh sởi rubella. Chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn tỉnh được tổ chức cụ thể như sau. Đợt 1, tổ chức tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đến ngày 31 tháng 8 năm 2013. Địa điểm tổ chức tiêm tại trạm y tế xã, phường, thị trấn. Thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2014, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2014, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014,
Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đợt 2, tổ chức tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008. Địa điểm tổ chức tiêm tại các trường tiểu học, thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2014. Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014. Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 5 tháng 12 năm 2014. Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đợt 3, tổ chức tiêm cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2003. Địa điểm tổ chức tiêm tại các trường trung học cơ sở, thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2015, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2015, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2015, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đừng bỏ lỡ cơ hội được tiêm vaccine sởi Rubella trong chiến dịch dành cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi.